Bim bim, ăn gì chưa bim bim? Nó bụng không bim bim? Gì vậy? Ôi trời 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 trời. Có ai gọi tao này bim bim ơi, để nghe coi coi. Trời ơi ai vậy? Trời. Alo. Alo. Ờ. 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 Ồ. Ừ. Ờ. Ờ. Ồ ồ. Ờ ờ rồi rồi rồi. Ờ. Ồ. Ừ. Ồ ồ. Tôi gọi người ta mà nói gì á. Cha tao không gọi mình nó bim bim. Ngủ tao ẩm mày đi lên à, rặng đi nấu cho lẩu chao kìa. Tự nhiên vậy đó. Buồn hết sức hả? Mà nghe nói là ông kêu lên làm cái thử thách gì vui lắm nè. Nên tao phải đi rồi. Chắc là học xong tao đi á bim bim. Không lẽ bỏ mày ở nhà mà dẫn mày đi theo ông gù tao là ông bằng mày nấu chao đó bim bim. Thôi tao quyết định rồi, đợt này tao phải đi lấy danh dự chiến thắng về dành cho mày. Thôi hả, ông đòi bằng bim bim hả? Lên chả là ông nấu chao mày luôn đó, đừng có đòi đi theo tao nha. Nghe không? Ở nhà đi ngoan nghe không? Ở nhà đi, thôi đi lên theo ổng là ổng nấu chao mày đó. Bây giờ mình sẽ ngày hôm nay mình đi học rồi mình đi lên nhà cha Toàn luôn các bạn. Không biết các bạn biết ông Toàn quán không nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ vượt hàng ngàn cây số đi lên chảnh gặp ổng với các bạn fan á, đi lại nhà ổng. Cũng là các bạn cùng làm YouTube với mình luôn các bạn. Đi lên nhà ổng quẩy coi coi sao đây. Mà ổng gù mình đem theo con bim bim nữa không biết nữa. Ở nhà nghe bim bim thúi tao đi nha. Bữa nay tao đi học rồi tao không có về đó nghe chưa. Chuông chuông bim bim quá hồ. Chuông miếng ạ. Quy ở nhà đi. Thương mà. Ở nhà đi hát bim bim chuối nha. Chuông 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 quá hồ. Chuông chuông cô bé. Mà người ta nói là không có cho đi được mà. Cái gì người ta nói người ta cho đi thì người ta cho đi. Mà sao á, đó không cho đi cái cắn người ta hả? Có du duyên không? Có du duyên không? Nó không cho nó đi cái nó nhảy nhảy nó cắn rồi đó. Đó coi nó du duyên không? Coi nó du duyên không? Ôi cái con này, tao nói rồi đi theo tao là ổng bằng mày nó trao đó mày nghe không? Không có cho không có được mà ở nhà. Mày đi là mày thành dịch nó trao đó nghe không? Nghe không? Nó cái con này thiệt chứ. Nó trời ơi, không có được. Ôi da. Ôi da, nó nói không có đi được mà. Ôi da, không có cho đi nha. Ôi da cái con nếm thối này, mày bỏ cái vợ tao ra coi cái vợ thối. Ôi da. Đi ra. Ok các bạn ơi, thì mình mới vừa học xong luôn à. Thì bây giờ mình với lại cái con bạn của mình sẽ đi lên nhà ông Toàn nha. Các bạn hãy theo chân mình nha. Let's go. Và nếu các bạn nào thấy cái clip ngày hôm nay hay và thú vị, hãy để lại một like nha. Các bạn ơi, ở nhà ông đúng quê luôn á nha. Cả mấy lần mình coi thấy ông quay clip ra thì ra là chả quay ở đây. Giờ mình với con bạn mình đang đi vệ sinh các bạn ơi. Ồ, nhà ông đích ông thích thú thật. Ở cái nhà vệ sinh nè. Ở phía xa xa có cái cầu cá cha nữa kìa. À, đi tới đây mình gặp đồng bọn của Bim Bim nè các bạn ơi.
Gì vậy? Nhắn gì? Chị đi đi. Qua đi. Cha, cái bát dao này đẹp quá vậy. Thôi nhà ông Toàn có cây cầu kìa, bạn mình đang. Nhà ông đẹp thiệt đó các bạn ơi. Quá trời đẹp luôn kìa. Bầu trời nè. À thì ra là cái liều, cái trại nhà ổng hay quay clip ở đây. Rất là đẹp các bạn ơi. Xong xuôi, rất chi là thoải mái các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ đi vô nhập tiệc thôi. Ngày hôm nay ông cha, ổng làm cái món gì nè. Nhìn lén qua, hình như đây là cái phòng của ổng thì phải. À không, lộn rồi. À kìa, đúng rồi. Cái phòng của ổng nè. Đó, mình nhìn lén qua cửa sổ thôi. Kìa, bữa nay ổng làm lẩu siêu cay nó mới ghê chứ. Nó trăm mấy cái ớt hả? Có nhiều đâu. Hết. Để ổng ai tin tôi làm 100 chiếc ớt trơn á, nên tôi làm cho coi. Kìa, bước qua có đây nè. Có tất cả những người đánh giá đang đợi xúc xích về, lẩu đang đợi cá về. Trời ơi, bữa nay. Đợi xíu mình ăn xong rồi mình sẽ. Bữa nay đông vui quá các bạn ơi. Đó. Nhưng bạn này ở bên An Giang qua. An Giang hả? Chào bạn mới. Ta chợ mới, ta chào bạn mới. Thì đúng rồi, em là bạn mới chứ bộ. Ok. À. Đây là cha của anh Toàn nha các bạn ơi. Đây là bánh bột. Này đi mình đi núi nữa nè. Ăn quay hả? Đúng rồi. Thôi đánh luôn. Chó ghê em. Trời ơi nó đẹp chứ bộ. Trời có bông kìa. Anh Toàn nuôi chó sao bị suy dinh dưỡng vậy? Đâu có đâu. Có thấy cho nằm đó đi không nổi luôn không? Lục bình anh Toàn. Lục bình đó mà lục bình mà hai. Cái này là cái gì vậy? Năng hay bồn gì đó? Năng bồn. Đấy, có thế nào mà xích lên xíu thì cho tôi. Hình như là An Giang là có bồn bồn phải không? Bồn bồn, nhưng mà cái này là gọi là năng. Năng hả? Khá là thú vị đó, bữa nay An Toàn đãi khá là thú vị. Giờ cho đi. Rồi, chia đũa vô. Em tự nhiên lắm nha. Trời ơi, tự nhiên đi, càng tự nhiên càng tốt. Hả? Chúc mình chụp hình nha chị. Ok. Ai bị nhạt nhẽo là đưa tôi 8 à. Giờ em không biết là ai lớn tuổi hơn, ai nhỏ tuổi hơn. Giờ em kêu bằng bạn đại nha. Kêu bạn đi. Kêu bạn đi cho nó. Kêu bằng bạn luôn nha. Rồi ok. Giờ nãy kêu mình chị. Em kia kêu là bà chị vậy đó. Cô. Em siêu cay đồ là 100 trái này hơn 100 trái gần 200 trái á. Thật sự luôn. Nãy anh đã nhờ BD đếm rồi. Cho nên là em rất là an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Là người phụ nữ đảm đang nhất trong đám. Đãi cái nồi lẩu thế thì chắc hoảng hồn chưa? Chỉ muốn mình thấy ớt thôi chứ có gì đâu. Ôi, đúng là siêu cay, bữa nay biết rồi, chơi cho ăn cay để cho ít thao mồi chứ gì. Không, giờ thử hết thôi, nghĩa là vô rồi cho ăn thử, cho biết nó cay thế nào. Coi kè ớt coi kè. Không có cay. Nè, chuẩn bị nữa nè. Rau lẩu bạch tuộc. Bạch tuộc, bữa nay qua nhà em Toàn ăn xin xò. Mì ra nè. Cái gà em, cái bự. Lại. Sẽ cho vô nha, nặng quá. Ê, đọc. Nè, em hả? Đổ ra chả cá vô với bạch tuộc vô. Đây là nấm kim châm với bông bí nè mọi người ha. Dưới đây là năng. Giờ mình sẽ chơi tập bông tay mọi người đi. Trời ơi, đứa nào gửi này vậy? Con cục chà bá này ăn cho chết hả? Không có đảm đang gì hết nha. Nè nè, còn dư trái cà nữa nè. Ủa, anh gửi rồi. Cái gì vậy? Ai cũng lắc đầu trên trời. Cứ ăn lắc đầu rồi. Không có được nha. Bà đê rồi kìa, được rồi, được rồi. Đó. Trời ơi, bữa nay trả thuốc kìa. À, cảm giác từ Vĩnh Long qua đây ăn nồi lẩu nè. Em thấy là chân em nóng nè. Chắc giờ ông Toàn đang cứ múc lên. Đó là tuột nè. Thôi ta nói nó chàng bờ đê kìa. Nãy đứa nào đổi vô là giữ cái bài. Em xuyên góc độ. Trời ơi con nè. Con nè thấy kinh khủng chưa? Đó, ăn thử. Ăn thử đi rồi cay không? Trong một ngày. Chuyện nhỏ để thôi. Bầu đường viên không kêu cay. Phan để mình thử chút cái này không cái không? Đã. Số 1 luôn. Rồi. Đây. Vô. Xin mời các bạn nha. Thổi cái. Bỏ hạt gạo lại nó lấy đâu vậy? Cái ganh thương rồi ăn cái này một cái nó rớt nguyên cái hồng răng. Bim bim ơi đừng có buồn tao nha. Đây xin mời các bạn nha. À, thôi để mình ăn cho. Cay không? Ngon. Ngon không phải cay. Lời hại. Không cay phải không? Mình ăn một miếng thử coi cảm nhận mình sao coi. Không, 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 không,
nha. Chàng 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 ơi, ớt ớt cứ nhảy lên nè. Không miếng ớt luôn, bỏ vô miếng ớt cho nó luôn. Hấp nước để tao. Đó đó. Hấp vô, hấp vô. Rồi cảm nhận đó. Cảm nhận đi, ai cũng nói là ê tấp lửa lại, tấp lửa lại. Ai cũng nói là không có cay. Thử vô đi em. Cho em ăn trước luôn đó. Đọc luôn. Vô. Thương lắm mấy chàng. Không gán nha, được thì được, không được là không được. Ngọt đúng rồi. Ngọt, ngon. Ngọt, ngọt. Ok, tiếp đi. Ok, ăn thử một miếng đi. Đây là mì chính mình sẽ gấp ra nha bạn. Im, 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 im. Nhỏ mà nha. Nhỏ mà nha. Ba đồ quỷ. Không. Nước kìa. Được không thấy không? Được không? Ngon không? Nước, nước, nước. Được gán nước rồi hả? Chèo, chèo, chèo. Ăn cay đúng không? Cái đâu cay? Dạ. 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 Bên đây ăn cay giỏi đó. Bên đây ăn cay giỏi lắm các bạn. Lục cái đũa. Vô nhìn đi, nhanh nè. Ba đồ quỷ nè mà. Chắc không cay đâu phải không? Không cay. Ừ. Không cay. Thế mà clip này cũng nóng quá mọi người chú quá. Gung 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 gung. Trời ơi trời, cái gì gung. Vô. Kìa gung luôn kìa, tay gung luôn kìa, ghê chưa. Chào. Chưa đâu. Gung 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 gung. Đang bê đê mà ăn cái nồi nóng sập. Không có cay nha mọi người. Không cay quá. Không cay. À ok, không cay đổ hôi cho kìa. Ok, gọi giờ ăn đi anh đi. Sao nha bạn. Để tôi đi chơi. Ê nha, đi cái mỏ đó. Nè, mồ hôi đi. Mà để cho mình về chơi cuối cùng mà không ngờ kìa. Thì thua mà thua nhanh. Ở đoạn, thua chủ không dịch. Sai quá. Sai. Mình vượt đường xa xa xôi mình phải chiến thắng chứ các bạn. Ok, trong TV cuối cùng là chiến thắng. Rồi nhắm mắt hết rồi nữa không? Công hết, công hết. Dạ thôi. Thôi thua luôn. Thưởng đâu? Thưởng ngay. Ơ đâu rồi bên đó? Đâu? Hết rồi, 500k. 500k. Đây, thưởng. Đấy. Ok, vậy chứ. Hết luôn. Đồng gì ạ? Ok các bạn ơi, ăn no rồi nha, ăn uống no nê mình đã giành chiến thắng rồi nha. Giờ quên á, ổng chỉ đưa ớt là tượng trưng thôi, không đưa 500.000 mình đi về đổ xăng sao? Mình có lương lẹ. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng ông Toàn dẹp dọn thôi, đằng hồi mình sẽ chuyển qua một cái chiến dịch mới nha các bạn. Kìa dữ không à. Giờ mình phải chia cho đều nha. Giờ ba con kia ăn rồi. Chia cho đều nè, ăn bánh bò cho ôm đi nha. Để chia đều trước nè. Chó nhà anh Tội phải cưng quá à. Ừ. Kìa kìa con này bé uống nữa nè. Ôi kìa. Ê trời ơi, cái con này ăn tội nè. Nó không ăn đâu. Nó không ăn kìa. Nhỏ nó không ăn. Nè chi này lên lụm đi. Bây giờ mình sẽ đem đi dẹp nha các bạn. Đây là mẹ của anh Tội nè. Đây nè, đây nè, đi ra. Ông Tội, ông tặng mình cái này với giống như cái trái vậy trong một phù thủy nè. Ông thuốc mình các bạn ơi. Cái này đẹp ha. Giờ đem đi dẹp cái đã. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử cái trái này nha các bạn. Anh Toàn mới cho mình. Ngon. Xuất sắc. Một từ thôi. Chua. Cao. Sao buồn vậy? Nói ra lòng hoài tội nghiệp. Ok, vô đây nè. Xếp hàng ngang đi. Hello. Mới làm vậy em chơi. Vô không? Anh chưa vô sao? Ok, đúng rồi, ok, ok, đứng ở đâu? Nhìn đấy, đâu máy nào? Nhìn máy nào? Mình sẽ chụp hình các bạn. Đó, chụp hình làm kỷ niệm với ông Toàn thôi chứ không có gì hết trơn á. Đó, giờ sẽ chụp hình nha, ok. Ok, 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 hoài, ok. Nè nè, chụp nè, 1, 2, 3 làm kiểu nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không phải nhón gạch, nó ok, hẹn gặp mọi người biết sao nha. Bye bye, bye, bye. Đây, đây rất là đông vui luôn các bạn. Vô nữa, tôi vô nữa. Rồi, nó cứ thoải mái rồi, nó đây nè. Con phong câu chì này nó hồi nãy giờ nó dìm mình đó các bạn ơi. Nó đang muốn giành cái chức của con Bim Bim đó các bạn. Đâu phải. Đâu phải. Không giỡn rồi. Chúng ta làm cái bánh, sẽ xuống làm một cái bánh dịch bằng ớt. Em đó mọi người, hang tao sẽ giật em nha. Các bạn cái bằng con dịch làm mồi. Nghe nói cái hết muốn gũ xuống cái con phô câu chì nè. Ok các bạn ơi, bây giờ mình phải rời xa cái nhà của ông Toàn đi về các bạn ơi, trả đâu mất tiêu rồi kìa. Kìa đang chuẩn bị xe cộ cho mấy bạn về các bạn ơi, mình cũng phải đi về luôn. Bây giờ mỗi người một nơi để đi về. Tôi cũng phải đi về luôn nè. Đó, bà đi về làm dâu rồi các bạn ơi.